Phát triển sau lúc mà đám tang của ba thì Thủy có theo dõi từ lúc mà căn bệnh của Bi phát triển từ lúc một. Thủy rất là cảm động khi mà Bi là một người có một cái tinh thần rất là lạc quan. Đến bây giờ thì Thủy mới biết là căn bệnh nó còn phát triển và tái đi tái lại đến suốt cuộc đời quanh Bi. Một người em trẻ như thế này mà đã phải chịu đựng căn bệnh quái ác, đó là một điều mà chắc chắn bản thân chị cũng như tất cả mọi người rất là đồng cảm với Bi. Hy vọng là trong ngày hôm nay Thủy cùng các bạn trong nhà em Thủy sẽ đóng góp hết mình để giúp cho Bi có một góp một chút một phần quà nhỏ nhỏ để giúp Bi chuẩn bị cho ngày hội tiếp theo tại Mỹ. Và bây giờ thì tôi nói đến đây thì hơi chậm lòng, Thủy xin gửi đến tất cả quý vị một ca khúc tươi đầu sáng tác nhạc sĩ Lương Thiên Hương, ca khúc được mang tên Riêng Mình Tôi với phụ nữ cái ta làm chuyện chú ý mà ai ghét ghét Oh,
em. Và suy nghĩ tin chắc là một bên thân thân là quen này. Chắc chắn bệnh viện Tuấn Anh sẽ qua khỏi căn bệnh này. Yến ơi! Cầu chúc cho các bạn. Dám gì để em mà dám gì. Cảm ơn rất nhiều.